Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng qua, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 25 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tập đoàn lớn trên thế giới đã cam kết và từng bước thực hiện cam kết biến Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất lớn trong chuỗi toàn cầu của mình. Mới đây, Meta, tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã công bố kế hoạch hợp tác đầu tư mới tại Việt Nam. Theo đó, tập đoàn sẽ mở rộng sản xuất thiết bị thực tế ảo hỗn hợp mới nhất Quest 3 tại Việt Nam vào năm 2025, với kỳ vọng tạo ra 1.000 việc làm mới và đóng góp hàng triệu đô la Mỹ cho nền kinh tế Việt Nam. Trong 9 tháng qua, nhiều dự án đầu tư mới đã được khánh thành và khởi công với vốn giải ngân đạt 17 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, đạt mức cao nhất trong 5 năm qua. Theo các chuyên gia, ba yếu tố là kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế phục hồi tích cực, chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất toàn cầu cùng với chính sách khuyến khích đầu tư tiếp tục giúp Việt Nam thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài trong thời gian tới.